Chả giò của mình thành chả giò bóng đêm mọi người ơi. Chả giò bóng đêm. Tụi mình lụm được 3 tấm nè mọi người. Một nè, hai nè, ba nè, ba tấm bự luôn á. Để về coi có lấy lại dùng lại cái gỗ để làm cái gì không. Cùng trải nghiệm cuộc sống ở Úc với mình nha. Bây giờ là mình làm chả giò nè mọi người. Chả giò chuẩn bị đem đi qua nhà anh Bi nè. Chả giò của mình thành chả giò bóng đêm mọi người ơi. Chả giò bóng đêm. Ê, mình không biết tại sao nữa. Mọi người coi cái giỏ này nhìn thấy gớm quá à. Mình chiên bằng dầu ô liu á. Không biết có phải là tại vì dầu ô liu ảnh hưởng tới cái chất lượng giỏ không, hay là tại vì do cái giỏ bánh nó vậy. Ê, gớm quá à. Mình chiên được có mấy củ thôi mà mình để luôn. Mình không muốn chiên nữa mọi người coi nè. Có thằng này nè. Đó, giờ mình đóng gói những cái cuốn còn lại vô đây nè. Mình mang đi. Tới đó thì nếu như mà mọi người có muốn ăn nữa thì tự bật lửa lên mà chiên. Còn không thì mình xách về. Đó. Bây giờ ăn nhiêu thôi. Ăn cho lấy hương lấy hoa vậy thôi. Chào mọi người. Bây giờ mình chiên chả giò xong rồi ha, rồi tắm rửa sạch sẽ rồi ha. Bây giờ mình sẽ đi lấy bánh da lợn mình đặt của chị kia. Mình đặt 1 kg bánh da lợn là 30 đô. Mình làm lấy xong rồi mình sẽ mang qua nhà anh đi. Đó. Thì mình đi thì chỉ có nhiêu đó thôi mọi người, mình không có nấu nướng gì nhiều hết tại vì mình cũng không biết nấu á. Nãy mọi người thấy là mình chiên bánh chiên chả giò mà nó đang thui thù lùi là mọi người biết cái khả năng nấu ăn của mình rồi đó, cho nên là thường thường là mình đặt thôi à. Đó, rồi mọi người đi với mình thử xem là một bữa tiệc Noel ở bên đây nó như thế nào ha. Đây là tiệc Giáng sinh ở nhà anh Bi nè mọi người. Thì ngày hôm đó trong bàn đó thì có ba mẹ anh Bi nè, có bà ngoại của anh Bi nữa nè, rồi hai đứa mình nè. Thì như truyền thống mỗi năm á, mẹ anh Bi sẽ nấu rất là nhiều món. Thì đầu tiên á là mẹ anh Bi sẽ nấu một cái súp gì đó mình không có biết tên. Nó là nấu giữa cái cổ của con vịt đó mọi người, sẽ hầm cho nó mềm ra, xong rồi nấu với một chút xíu mì trứng của mình á, đã có nhiêu đó thôi, đó là khai vị á. Xong sau đó sẽ ăn một cái súp gì đó mà giống như bắp cải gấu của mình vậy đó, nhưng mà thay vì bắp cải bình thường á thì người ta sẽ dùng cái bắp cải lên men. Rồi sau đó tụi mình sẽ ăn con gà tây, rồi có salad này kia xung quanh nữa đó. Thì cái chả giò chiên mà mình đem qua ăn cũng được lắm nha mọi người. Chỉ có cái là cái vỏ nó hơi bị cháy khét, nó hơi bị đắng thôi, chứ cái phần ruột bên trong nó ngon lắm. Thành ra là cái phần mà chả giò chưa chiên á, chắc là vài bữa nữa để mình về rồi mình chiên lên theo cách khác thử xem mà nó có ngon hơn không. Rồi bây giờ chuẩn bị ăn cái bánh da lợn mà mình đặt của chị kia đó mọi người. Nói chung là mình cũng cho nhà anh Bi thử nhiều món Việt của mình á, để xem là họ thích cái món nào. Như là cái bánh da lợn là họ thích đó mọi người. Ready. Waiting for the movie. Ready? Come on. One, two, three. Never. Three. Never. What just happened? So my message you is that no. What do Santa's little helpers learn at school? The alphabet. Alphabet. What do you call Father Christmas at the beach? Sandy Claus. Why was it what? What's that? Oh. Santa walking backward. Oh, I can't see. Oh. I see.
It's that Amras radi unazad. What did one Christmas tree say to the other? Lighten up. Ôi quê. Tụi mình mới ăn xong xong rồi. Wow. What a... Didn't notice that one. Mưa lớn mọi người. A vlog a bit. Mưa lớn quá trời lớn luôn. Tụi mình chạy về mà hả, người ngọn ướt nhẹm luôn. Tụi mình đi ra từ trong nhà mà đi ra xe thôi đó nha, mà nó ướt nhẹm luôn vậy đó. Mưa quá trời lớn luôn. Rồi giờ tụi mình đi về nhà tụi mình đây. Tụi mình mới ngủ dậy mọi người ơi. Trời mưa ngủ ngon dễ sợ luôn á. Không biết làm sao mà ăn ở không không mà mệt dữ vậy. Chắc tại hai bữa rồi mình tụi mình đi chơi suốt nên mệt quá mệt. Thôi bây giờ tụi mình ngồi ở nhà ăn cherry nha. Ăn cherry. Cherry. Cái rổ cherry mới hái hôm bữa. Ngồi ở nhà nhâm nhi ăn đã dễ sợ luôn. Bây giờ là 4-5 giờ chiều vậy rồi. Coi như hết ngày rồi đó mọi người. Đây quay hết ngày nhanh dễ sợ nhanh. All this rain gonna help the plants a lot. Ngon quá mọi người. Mất bạn. Cherry mất bạn. Vitamin. Unexpected. Ờ, mọi người ơi, coi kìa. Dưa leo tụi mình mới trồng có 2-3 tuần chứ gì mà nó lên coi kìa. Wow. Có bông luôn. Ủa, có trái luôn. Bye, we have a cucumber. So long cucumber. Yes. Longer than my finger. Look, come. Ờ, có trái rồi mọi người. Dài quá trời dài luôn. Look, it's longer than my finger and 3 weeks only. Wow, it's big, yo. Yes. And it's wormy. Wormy. Oh, mọi người ơi, cây sung Mỹ của mình nó quá trời bự luôn kìa. Nhìn kìa, trời ơi, mới trồng xuống năm rồi nhỏ xíu hả? Năm nay quá trời bự luôn, sum xuê luôn. Trái không là trái, lá không là lá. There is another fruit which look very good. À, ở đây có thêm một trái dưa leo đó mọi người. Trời ơi cái cây này. Oh, it's so quick. Look how cute. Oh, this one has two. This one has two. Yeah. There's one here. Cây này cũng có dưa leo đó mọi người. Ôi dồi. Two. Another two one there. Wow. Oh, just 3 weeks. It's 3 weeks. Oh my god, 3 weeks. Something yummy. Drama buổi tối. Drama mọi người ơi. Nó mang một con chuột vô nhà. We are done for today. We done for today. Nó mang just want con to bring gift. She very happy. Bring gift. Oh, thanks for the gift. You're so thoughtful. Is that? She's like, where's my mouth? Disgusting. You close the laundry door. Yep. Nó bắt chuột vô nhà mọi người ơi. Nhà mình là kín hoàn toàn luôn á. Cho nên là bất kỳ cái con gì mà nó lọt vô nhà là toàn là mấy con mèo này nó tha vô thôi á. Mình đặt đèn lên. Bất kỳ cái gì trong nhà này là đều là nó tha vô thôi á. Chứ hả, nhà mày kín mít hà. Đó mọi người thấy là nhà mình có cái cửa mèo á.
nên là nó bắt chuột rồi nó tha vô mọi người. Tha vô hoài vậy đó, lâu lâu tha con không chuột thì chim vô. Giờ là phải đi xịt khuẩn, lau khuẩn cho nó. Xịt lót cho xong đi. Cool thing. Giờ mình phải đóng cái cửa này lại cho nó đừng có vô, nhưng cho mấy con mèo đừng vô nhà nữa. Đừng có tha cái gì vô nhà nữa. Thì ví dụ như nó có vô nhà thì nó vô từ cái cửa mèo, nó nằm ở trong cái phòng giặt này thôi. Ví dụ như nó có mang con gì thì nó chỉ ở trong cái phòng giặt này thôi á. Cái tụi này thiệt tình á. Này là sáng ngày 26 rồi mọi người. Bây giờ mình lấy đồ ăn, hôm qua mình đi ăn Christmas đó. Lấy đồ ăn còn dư ra hâm lại ăn sáng nha. Cái món này giống như là lá cải gói với thịt bằm ở bên trong á mọi người. Ở Việt Nam mình cũng có một cái món tương tự, nhưng mà cái cải này là cái cải lên men chứ không phải là cái cải tươi mà ở Việt Nam mình ăn đó. Cho nên là ăn cái này nó có cái vị chua chua giống như là canh chua của mình vậy đó mọi người. Ăn cũng ngon lắm. Mình thì mình thích ăn cái này nè. Giờ hôm qua sau tiệc á, mình đem về cái món này ha, với lại con gà tây. Thịt của con gà tây á, mà con gà tây nó khô quá à, mình không thích ăn, cho nên thôi mình ăn sáng với món này đi. Có gì ăn đó. Đây, hâm nóng lên nhìn nó ngon hơn không mọi người? Đây là bữa sáng của mình nè. Hôm nay tụi mình không có kế hoạch gì hết. Không biết sẽ làm gì nữa. Có thể là sẽ làm vườn hoặc là đi mua sắm một vài thứ. Cũng chưa biết nữa mọi người, không biết đi đâu nữa. Nói chung là đi đâu thì mình sẽ quay cho mọi người xem ha. Thì thử nha. Cái này nó giống canh chua á mọi người. Ăn cái này là nhớ tới canh chua, thèm canh chua dữ lắm. Ngon quá à. Đây là buổi trưa rồi mọi người. Tụi mình mới tụi mình mới ngủ trưa thức dậy. Giờ đang ngồi ăn cherry đây. Hái một bữa về ăn liên tục mấy ngày luôn. Ăn đã ghê, bỏ tủ lạnh cái nó ngọt ngọt. Nó nhiều nước hơn á mọi người. Mọi người coi thấy thương không mọi người? Nó tự nó chui vô cái mền rồi nó tự nó nằm vậy đó. Mới mẹ, con thích nằm vậy hả? Con thích nằm đắp mền vậy đó hả? Tự nó chui vô cái mền luôn đó mọi người. Có ai làm gì nó đâu. Con thích được nằm đắp mền vậy đó hả? Thương quá à. Mina smart. Thông minh lắm đó mọi người. Có cái hơi hung dữ thôi chứ thông minh lắm á. Coi kìa. Giờ mình đi siêu thị điện máy nè mọi người. Siêu thị điện máy có tên là GP Hi-Fi. Thì nó là giống như là một Nguyễn Kim của mình vậy đó. Nó chuyên bán mấy cái đồ điện tử á. Thì hôm nay tụi mình sẽ đi mua cái Osmo Pocket 3. Là cái máy gimbal nhỏ nhỏ quay phim á mọi người. Thì bây giờ hôm nay là
Noel đúng không? Ở ngày hôm qua là Noel đúng không? Anh Bi cũng chưa tặng quà cho mình. Ouchie. Mà mình thì mình đã tặng quà ảnh là mình đóng góp một phần tiền của mình vô cái con máy bay quay phim á. Hôm bữa mình có quay cho mọi người đó. Đó rồi sinh nhật mình là tháng sau á nên anh cũng chưa tặng cho mình luôn. Bây giờ là anh gom tiền quà Giáng sinh và quà sinh nhật lại. Anh Hùng cho mình phân nửa số tiền của cái máy quay phim này. Còn lại thì mình tự bù, mình tự mua phân nửa cái máy quay phim. Bây giờ anh chở mình đi mua nè. À, mời mọi người coi với tụi mình nha. Là chỗ này nè. Yeah. Yeah. Giờ tụi mình đi qua mấy khu công nghiệp đó mọi người. Để lượm nha. Lượm mấy cái giống gì nè. Để về trồng cây á. Anh Bi giờ anh qua anh kia anh coi mấy cái miếng bên kia nó có ổn không? Chứ cái miếng mà tụi mình định lấy nó nặng quá mọi người ơi. Nó nặng quá để treo lên tường thì nó sập cái hàng gạo á. Tụi mình lụm được 3 tấm nè mọi người. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 3 tấm bự luôn á. Để về coi có lấy lại dùng lại cái gỗ để làm cái gì không. Tụi mình định là làm cái chỗ đựng chỗ trồng cây á. Cái này mình nó còn cứng ngắc còn nguyên luôn á mọi người, còn cho nên là tụi mình có thể xài lại được á, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Bye.